Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Quảng Trị khẩn trương sơ tán dân để ứng phó với bão Noru. Chiều ngày 25 tháng 9, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị Võ Văn Hưng đã ra công điện khẩn tập trung ứng phó với bão Noru và mưa lũ. Theo đó, các địa phương, đơn vị tổ chức kiểm tra kêu gọi hướng dẫn các phương tiện tàu thuyền còn hoạt động trên biển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm về nơi tránh trú an toàn, yêu cầu các chủ phương tiện có phương án đảm bảo an toàn cho tàu thuyền ở khu neo đậu, tuyệt đối không để xảy ra thiệt hại về người, hướng dẫn việc chẳng neo và có phương án đảm bảo an toàn về người, phương tiện tại nơi tránh trú, tổ chức neo đậu, chủ động đưa tàu thuyền nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại. Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 19 giờ ngày 25 tháng 9. Chính quyền các địa phương giả soát sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó với bão mưa lũ, nhất là đối với các vùng dọc bờ biển chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, vùng thường xuyên ngập sâu, sạt lở đất, lũ quét, ngập cục bộ và vùng có nguy cơ sạt lở tại các công trình thuộc khu vực miền núi, chủ động sơ tán dân, tổ chức lực lượng đảm bảo an ninh trật tự ở những khu vực sơ tán. Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền tại các nơi neo đậu, trên lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản, lán trại thi công. Trường hợp cần thiết phải thực hiện cưỡng chế để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ nhu yếu phẩm tại các điểm sơ tán tập trung, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Công tác sơ tán dân tránh bão phải hoàn thành trước 15 giờ ngày 27 tháng 9. Ngành nông nghiệp chỉ đạo các địa phương khẩn trương huy động phương tiện, lực lượng thu hoạch và bảo vệ lúa, hoa, mùa vụ hè thu và diện tích nuôi trồng thủy sản, bố trí lực lượng kiểm soát, hướng dẫn giao thông ở khu ngập lụt chia cắt, sẵn sàng phương tiện, lực lượng để ứng cứu kịp thời, khắc phục sự cố có thể xảy ra, kiểm tra rà soát hồ chứa các công trình đang thi công, chủ động bố trí lực lượng phương tiện, vật tư để xử lý khi có sự cố nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản. Các đơn vị địa phương đôn đốc chỉ đạo triển khai ngay việc gia cố chằng chống nhà cửa, trụ sở, công trình, trường học, bệnh viện, cắt tỉa, cành cây. Hiện nay, tất cả chủ của 2.302 tàu thuyền với 6.136 thuyền viên của tỉnh Quảng Trị đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão Noru. Tỉnh đã có 2.295 tàu thuyền với 6.075 thuyền viên neo đậu an toàn tại bến. Số tàu thuyền còn lại đang hoạt động trên biển. Tỉnh còn khoảng 523 ha lúa hẻ thu chưa thu hoạch, trên 900 ha ao, hồ và 75 lồng bè đang nuôi trồng thủy sản. Tổng dung tích các hồ chứa nước trọng điểm trên địa bàn tỉnh đạt trung bình khoảng trên 33% so với dung tích thiết kế. Bão Noru gây ảnh hưởng tới vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của bão Noru, vùng biển phía đông khu vực Bắc và giữa Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, 9, sau tăng lên cấp 10, 11, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 12, 13, giật cấp 16. Sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, vùng gần tâm bão sóng biển cao từ 8 đến 10 mét, biển động dữ dội. Hồi 13 giờ ngày 25 tháng 9, vị trí tâm bão cách đảo Luzon, Philippines khoảng 110 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15, từ 167 đến 183 km/giờ, giật cấp 17. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 đến 25 km, đi vào Biển Đông. Đến 13 giờ ngày 26 tháng 9, vị trí tâm bão ở cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 660 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, từ 134 đến 149 km/giờ, giật cấp 16. Vùng nguy hiểm trên biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên. Từ vị tuyến 12,5 đến 20,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 114,0 độ kinh đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km và có xu hướng mạnh lên. Đến 13 giờ ngày 27 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên vùng biển phía nam của đảo Hoàng Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, 14, từ 134 đến 166 km/giờ, giật cấp 17. Vùng nguy hiểm trên biển trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, gió mạnh từ cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 12,0 đến 20,0 độ vĩ Bắc, phía đông kinh tuyến 108,0 độ kinh đông, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn và lốc xoáy, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.
Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 20 đến 25 km, đi vào đất liền khu vực Trung Trung Bộ. Đến 13 giờ ngày 28 tháng 9, vị trí tâm bão ở trên đất liền Thừa Thiên Huế đến Bình Định. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km/giờ, giật cấp 10. Trong 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ 20 đến 25 km/giờ, cường độ suy yếu dần. Chủ động phòng tránh bão Noru, sáng ngày 25 tháng 9, tỉnh Thừa Thiên Huế đã thực hiện lệnh cấm biển đối với tất cả các phương tiện tàu thuyền khai thác, đánh bắt trên biển và vùng đầm phá. Trước diễn biến phức tạp của bão Noru, tỉnh Nghệ An đang khẩn trương triển khai công tác phòng chống nhằm giảm thiểu thấp nhất các thiệt hại về người và tài sản. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An yêu cầu Ban chỉ huy phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các địa phương ven biển và biện pháp quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi, tổ chức kiểm đếm, theo dõi tàu thuyền đang hoạt động trên biển, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với các chủ phương tiện để kêu gọi, hướng dẫn thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, kiểm tra hướng dẫn neo đậu tàu thuyền tại bến, sẵn sàng lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn để kịp thời xử lý khi có các tình huống. Ngày 25 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Phú Yên đã có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị, cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp chủ động ứng phó với bão Noru đang vào Biển Đông. Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên, hiện nay toàn tỉnh có 396 tàu cá với 2.377 lao động đang hoạt động khai thác trên biển, trong đó hoạt động xa bờ 294 tàu cá với 1.799 lao động thuộc khu vực quần đảo Trường Sa giữa và phía nam Biển Đông. Hoạt động gần bờ và đi về trong ngày là 102 tàu cá với 578 lao động. Các tàu cá đang hoạt động trên biển đều đã nắm được thông tin về tình hình của bão Noru. Theo Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, tất cả chủ của 2.397 tàu thuyền với 6.569 thuyền viên trên địa bàn tỉnh đều đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão Noru để phòng tránh. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cũng đã ra công điện triển khai ứng phó với bão. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng tổ chức buổi họp rà soát, triển khai công tác ứng phó với bão Noru, đề nghị các quận, huyện có phương án sơ tán người dân trong thiên tai, nhất là các khu vực dân cư đang sống ở những vùng trũng thấp, vùng ven biển, ven sông suối, nhà cửa không kiên cố. Đồng thời, chỉ đạo các lực lượng của địa phương phối hợp với lực lượng quân đội, công an hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, chủ động sẵn sàng triển khai các lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cứu hộ cứu nạn khi thiên tai xảy ra. Để phòng tránh các thiệt hại do bão Noru gây ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam đã có công điện số 01 CDUBND gửi Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các sở, ban ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã và thành phố, Đài khí tượng Thủy văn Quảng Nam, các đơn vị quản lý hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trên địa bàn chủ động ứng phó bão. Phú Yên chủ động các kịch bản bảo đảm an toàn về người và tài sản trước bão Noru. Ngày 25 tháng 9, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên đã yêu cầu các địa phương, đơn vị trong tỉnh chủ động ngay các kịch bản ứng phó với bão Noru. Theo dự báo, Phú Yên nằm trong khu vực được cảnh báo có mức độ rủi ro thiên tai ở cấp độ 3, nên mọi công tác chuẩn bị cần chu đáo để đảm bảo an toàn về người và tài sản. Theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, bão Noru có cường độ rất mạnh. Từ chiều ngày 27 tháng 9, bão có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều địa phương trong khu vực miền Trung. Riêng địa bàn Phú Yên mức độ rủi ro thiên tai ở cấp độ 3. Do ảnh hưởng của bão Noru, tỉnh Phú Yên có thể phải chịu những thiệt hại do ngập lụt ở khu vực trũng thấp, chiều cường ở khu vực ven biển. Tại các địa phương như thị xã Sông Cầu, huyện Tuy An và thị xã Đông Hòa có 102.523 ô lồng trên 2.516 bè nuôi trồng thủy sản với hơn 5.600 người thường xuyên làm việc và canh giữ. Nếu không có các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và lồng bè nuôi thủy sản thì thiệt hại sẽ là rất lớn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu việc cảnh báo về mức độ thiệt hại, cấp độ thiên tai đã rõ nên các địa phương không được chủ quan mà cần phải xây dựng cụ thể, chi tiết các kịch bản để ứng phó. Chính quyền địa phương sớm thông báo cho các chủ lồng bè nuôi thủy sản chằng chéo hoặc đưa vào khu vực an toàn trước khi bão vào đất liền, tuyệt đối không được để người ở lại trên các lồng bè này. Những nơi trước đây đã xảy ra ngập lụt cần phải chủ động lên phương án sơ tán người dân khi cần thiết. Đối với hơn 400 hectare lúa vụ hè thu còn lại cần được thu hoạch sớm để giảm thiểu thiệt hại.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Phú Yên, từ tối ngày 24 tháng 9, địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được tại các trạm phổ biến từ 60 đến 148mm. Các hồ chứa trên địa bàn đang thực hiện tích nước, vận hành theo quy trình trong mùa cạn. Dung tích các hồ phổ biến từ 35 đến 54% so với dung tích thiết kế. Dự kiến trong 24 giờ tới, hồ thủy điện sông Ba Hạ xả qua tràn từ 900 đến 1.100 m3 trên giây. Tính đến 9 giờ ngày 25 tháng 9, tỉnh Phú Yên còn 387 tàu cá với 2.250 lao động đang hoạt động khai thác hải sản trên các vùng biển. Tất cả các chủ phương tiện trên đều đã nhận được thông tin về tình hình diễn biến cơn bão Noru để chủ động di chuyển ra khỏi khu vực nguy hiểm. Từ ngày 26 tháng 9, tỉnh Phú Yên sẽ không cho tàu thuyền ra khơi. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.